chào các bạn. Chúc các bạn và gia đình ngày mới tràn đầy sức khỏe và luôn hạnh phúc trong cuộc sống các bạn nhé. Hiện nay mình đang đứng trên quốc lộ 50 thuộc địa phận huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hình ảnh các bạn đang xem là đường về thành phố Mỹ Tho. Từ đây các bạn đi về thành phố Mỹ Tho khoảng 7 km nữa. Hôm nay mình cùng các bạn trải nghiệm một đoạn ngắn đi về cầu Chợ Gạo để chúng ta tham quan cầu Chợ Gạo và kênh Chợ Gạo các bạn nhé. Bây giờ chúng ta hành trình thôi các bạn ơi. Trước mặt các bạn có một ngã ba. Nếu chúng ta rẽ tay phải thêm 1 km nữa là đi vào trung tâm huyện Chợ Gạo. Đây là con đường đi vào trung tâm huyện Chợ Gạo. Hiện nay chúng ta đang đi trên quốc lộ 50. Quốc lộ 50 xuất phát từ thành phố Mỹ Tho đi về các huyện ven biển của tỉnh Tiền Giang như là Chợ Gạo, Gò Công Tây, thị xã Gò Công, huyện Gò Công Đông và huyện Cù Lao, Tân Phú Đông. Trước mặt các bạn là cái cầu Chợ Gạo. Cầu Chợ Gạo nằm trên quốc lộ 50 và bắc qua kênh Chợ Gạo. Kênh Chợ Gạo được xem là con kênh huyết mạch và là tuyến đường thủy ngắn nhất nối từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đi lên thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Bây giờ chúng ta quan sát cầu Chợ Gạo từ dưới dốc cầu các bạn nhé. Các bạn thấy hôm nay lượng xe từ Mỹ Tho đi về các huyện ven biển cũng không đông lắm. Đây là những cây thanh long người dân trồng ở hai bên đường. Những cây thanh long này đã trồng được vài năm và đã cho thu hoạch trái. Các bạn thấy vườn thanh long cũng khá rộng. Mấy năm gần đây, người dân trồng thanh long khá nhiều, nhưng giá cả bấp bênh, năm được năm mất, nên cũng chưa đền bù xứng đáng với công sức của người nông dân. Bây giờ mình cùng các bạn đi lên cầu để quan sát dòng kênh các bạn nhé. Hình ảnh các bạn đang xem là thị trấn Chợ Gạo. Kênh Chợ Gạo nối liền sông Tiền với sông Dầm Cỏ. Đây là tuyến đường thủy ngắn nhất từ đồng bằng sông Cửu Long đi lên Sài Gòn và các tỉnh miền Đông. Kênh Chợ Gạo
được người Pháp khởi công vào năm 1876, và 24 năm sau thì mới đi vào hoạt động. Kênh có chiều dài là 29 mét. Hiện nay nước đang ròng nên các phương tiện đi qua lại ít. Thời gian ghe tàu đi qua lại nhiều nhất là vào lúc nước lớn. Nhìn từ trên cầu, ghe tàu qua lại chen chúc nhau, xuôi ngược như mắt cửi các bạn ạ. Vì lượng ghe tàu qua lại hàng ngày rất là lớn nên dòng kênh bị sụp, bị sạt lở nghiêm trọng. Đến năm 2013 được Bộ Giao thông Vận tải nâng cấp, nạo vét, sửa chữa và lát đá kè hai bên bờ kênh. Và kế hoạch là đến năm 2023 thì hoàn thành toàn tuyến. Hình ảnh các bạn đang xem là những chiếc xà lan sắt đang hướng về sông Vàm Cỏ để đi lên Sài Gòn. Video đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp các bạn ở các video sau nhé. Tạm biệt các bạn.